Đây là một cái đống pin chết nha anh em. Pin này thì đa số ở đây là pin 2S hết, thì có pin lithium này, có pin lipo này, thấy không? Đây là đa số là pin của dòng ST009. Cái dòng pin là chuyên gia chết. Đó, dòng này nè anh em. Đây là cái cục mà sau khi mình đã khắc phục rồi, mình bỏ đi những cái sao chết và mình sẽ lắp ráp lại thành một cái cục pin như vậy. Đó ha, bây giờ thì pin này có thể xài được rồi, test cho anh em coi thử luôn. Đó. Lúc đầu ghim thì nó chỉ lên khoảng tầm 3 chấm mấy thôi. Bây giờ ghim nó đã lên mức khoảng tầm 7.4V rồi. Là bây giờ cell pin này là hai cell nó đều sống hết rồi nha. Đấy, hai cell nó đều sống hết rồi. Nên là bây giờ pin này là có thể xài được bình thường rồi. Đó. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em đang xài những cái con xe điều khiển từ xa hoặc là cano điều khiển từ xa, cái cách mà mình khắc phục pin khi mà mình chơi, nếu mà mình thấy nó bị chết không xài được nữa thì mình sẽ làm y chang cái video này nha anh em. Rồi, đầu tiên để xác định pin chết á, có thể là mình sạc nó không vào, hoặc là mình sạc hoài mà mình không biết nó vào hay không á, mà mình test máy hoặc là cano mình nó không chạy á, xe mình nó không hoạt động được, thì có nghĩa là pin chết nha. Như là con này để test cho thử ha. Dòng pin của nó đang là 3.94V, có nghĩa là cục pin này là 2S thì sẽ là 7.4V đúng không? Đây là một cái mức pin mà nó đang báo hiệu là chỉ có một cell sống thôi. Đó. Cái mức một cell là 3.7V thì chỉ có một cell thôi. Đó, mình thấy không? Như là cục này mình test cho thử nha. Cục này là báo hiệu khẩn cấp luôn, gần như là hai cell chết hoặc là một cell chết nằm ở đây nha. Để bây giờ để mình chắc hơn thì mình sẽ test hai cái đầu này. Đó, bằng cách là mình zoom vô cái đầu này nha. Đó, để mình test sơ sơ ha. Màu đen ra màu đen, màu đỏ ra màu đỏ này. Rồi, 3.88V, có nghĩa là cái này vẫn đang bị chết một cell ha. Và gần như tất bốn cục này đều chết một cell hết ra nè. Rồi, bây giờ để mình bắt đầu chế tạo lại pin lipo hoặc là lithium của mình sẽ cần có là một cái đo điện áp này. Cái này là bắt buộc phải có nha. Cái này thì mua trên mạng khoảng tầm vài chục thôi anh em. Đó. Cái thứ hai đó là mình cần phải có một cuộn keo này. Đó. Và cái tiếp theo mình còn phải có đó là một cái máy hàn nha, máy hàn chì. Đây, cái máy hàn chì này cho anh em coi, thấy không? Nếu mà không có máy hàn chì thì mình cũng có thể làm theo cách khác. Đó, nhưng mà không có máy hàn chì làm nó sẽ không đẹp bằng. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện cho anh em coi nha. Những cái cục pin này bây giờ anh em có thể tạo cho nó thành cục pin 3S này, cục pin 2S này, đều ok hết. Thậm chí là anh em có thể xếp 4 cục thành để tạo nó thành cục pin 4S cũng được luôn nha, không vấn đề gì cả. Rồi, cái này rút đi. Rồi, bây giờ mình sẽ chế hai cục này thành một cục pin ha. Đơn giản như vậy thôi. Rồi, bây giờ sẽ lốp cái lớp keo đây. Nói chung là dòng pin này là một cái dòng pin lipo, cái công suất của nó rất là cao. Nó gần như là dòng pin này chỉ sử dụng cho các dòng chuyên về máy bay, xe và cano điều khiển từ xa. Nên là nhưng mà dòng pin này có một cái nhược điểm, đó là nếu mà anh em không biết cách sử dụng hoặc là không biết cách bảo quản á, nó sẽ rất dễ bị phù, như là phù như cục này này ha. Và rất dễ bị chết pin. Đó. Cái trường hợp mà chết pin là cái trường hợp mà không mong muốn nha, bị phù thì vẫn có thể xài được bình thường. Nhưng mà bị chết pin thì có nghĩa là mình phải khắc phục nó hoặc là mình phải thay thế nó mới xài được nha anh em. Rồi, bây giờ mình sẽ kiểm tra xem thử là cái con này nó sẽ có cục nào chết ha. Mình sẽ lột này ra. Nguyên lý của dòng pin lipo này nó cũng rất là đơn giản nha anh em. Ví dụ như anh em biết thì nó cũng đơn giản thôi, không có gì khó cả. Cái đầu đen là đầu âm đúng không? Rồi cục này là đầu dương. Đầu dương thì sẽ nối với đầu âm, thì đầu âm sẽ nối với đầu dương, sẽ đi ra hai đầu, đó là đầu âm và đầu dương. Còn đối với cái dây này là dây sạc này, dây sạc của nó thì sẽ có ba sợi dây. Ở đây là một sợi màu đen nằm ngoài cùng á, thấy không? Màu đen thấy không, màu đỏ, màu trắng này. Màu đen sẽ nằm phía bên màu cực âm, màu đỏ bên cực dương, và màu
màu trắng sẽ là cực, cái cực nằm ở giữa là cái để nối cái màu đen và màu đỏ. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đo và thử nghiệm xem hai cục này cục nào chết thì mình sẽ bỏ cục đó đi ha. Cái này nó sẽ đo cực âm ngoài cùng và đi vào nha, nhớ là cực âm bên trái nha. Đó, rồi bây giờ mình sẽ test thử coi cực âm là đối với cực này. Rồi cái này không lên có nghĩa là cục này chết rồi. Rồi cho cục này coi. À cái này, cái cực này lại lên này, thấy không? Đó, vậy thì có nghĩa là cực bên này bị chết anh em, cái cục này bị chết, cục này bị chết thì bây giờ mình sẽ khắc phục bằng cách mình gỡ này ra. Gỡ ra. Rồi cái này tí xài lại nha, đừng có vứt nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành xử lý cái này. Giữ cái này dùng thanh đấy, giữ cái cục này. Đó. Giữ cái dây màu đen đó. Đó, hai cọng dây màu đen đó, cầm hai cọng dây màu đen luôn. Rồi ok, cầm cái cục đấy nè, đó giữ nha. Mình sẽ lấy cái cell này ra. Đó, bây giờ mình lấy cell này ra được rồi đúng không? Mình sẽ vứt cái cell này nhanh nè, cell này không dùng được. Rồi bây giờ tôi cũng thử cũng vậy, mình sẽ test và mình sẽ lấy cái cell, cái cục bên này. Em biết cách đổ rồi thì đổ nhanh, tầm 10 phút là anh em có thể làm xong rồi. Cũng rất là ok đúng không anh em, rất là dễ đúng không, không có gì khó cả ha. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra xem, nhìn vào thì mình biết là cell bên này chết rồi. Đó, nhìn vào là thôi là mình biết rồi, tại vì làm nhiều rồi nên là mình nhìn là mình biết ngay. Đó, không lên điện. Đó, cục này thì lại lên điện ha. Cục này đang là cell của nó đang là 3.9, có nghĩa là cục bên này sống, cục bên này chết nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cục này ra. Rồi ok, giữ nhấp thanh cái. Rồi, cầm cục pin này lôi ra nè. Rồi bây giờ mình sẽ tắt ra. Tắt ra ha. Rồi, giữ nha. Lôi ra không hiểu. Lôi ra. Đấy, ok. Cái này nè. Mình vẫn đó. Rồi ok, bây giờ mình đã tắt cell về thành công rồi ha. Rồi bây giờ nhiệm vụ của mình tiếp theo đó là mình sẽ, nếu như mà mình có thể dùng cái này làm pin 1S á, thì chỉ cần hai đầu là được. Còn nếu mà làm pin 2S thì mình sẽ ghép hai cục này lại với nhau ha. Hai cục này thì đơn giản thôi anh em. Đầu tiên đó là mình nhìn vào cái đầu, lúc cái đầu mà nó đang nối này là đầu dương đúng không? Thì đầu này là đầu âm. Đó, đầu âm sẽ nối với đầu dương. Đó, đầu dương là đầu này. Rồi còn đây, để mình gỡ một cục luôn, tại vì mình chỉ cần dùng một dây thôi, cầm hai sợi dây lôi ra nhìn thanh luôn nha. Rồi, lấy ra luôn. Rồi lại lấy miếng nhựa ra luôn. Rồi, ok ha. Rồi bây giờ có nghĩa là mình đã gỡ đi cái dây điện rồi. Thì lúc nãy á mình cũng thấy được đó là cái đầu này là đầu âm, đầu này đầu dương. Nếu như mà anh em nào không biết á thì mình có thể dùng cái này mình test lại, đầu âm và đầu dương đúng á, thì nó sẽ ra điện nha, còn sai thì mình sẽ sắp xếp ngược lại. Đó, ví dụ như đầu này đầu dương này, đầu này cho đầu âm. Đó, đúng rồi anh em. Đó, đúng rồi này ha, vậy là đầu này đầu âm, đầu này đầu dương, thấy không? Đó, rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu nối.
đầu âm thì mình sẽ vẫn nấu vào nối vào cái đầu âm thôi, còn đầu dương thì mình sẽ nối ra cái đầu âm phía sau này. Đó, bây giờ quy trình nó nối như vậy nha. Đầu dương, đầu âm, rồi đầu âm nối với đầu dương và đầu dương đi ra đầu âm. Đó ha. Rồi bây giờ mình sẽ nối như vậy là xong thôi. Đó, cực kỳ đơn giản luôn. Để cho anh em coi. Rồi. Để nối cho anh em coi. Quy trình nối cục này. Nối cho anh em coi nha. Rồi, giả sử như vậy ha. Giả sử như vậy không biết cứng chưa ta. Cũng cứng rồi đấy. Cũng khá là cứng rồi. Bây giờ mình chắc thêm một tí nữa đi nha. Bây giờ đầu này mình sẽ nối vô cái đầu màu đen này thôi. Đó, rất là đơn giản nha. Mình nối cho nó kịp rồi. Vậy thôi là mình đã có một cục rồi. Anh em lưu ý là cái màu đỏ này và màu đen này đừng cho chạm với nhau nha. Chạm với nhau là nó cháy. Ok ha. Đó, ok. Đấy, okay. Rồi. Xong rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ nối tiếp này. Nhớ này, dây đỏ với dây đỏ này ha. Rồi dây trắng nằm ở giữa này, còn dây đen nằm ở bên đầu này. Rồi ok. Vừa giữa hiếu vừa đứng vậy thôi. Mình chắp vô đây một chút xíu mà. Nhiều anh em chơi dòng racing nhưng mà không thành về pin này nọ kia đó, thì mình làm video này cho anh em coi luôn cho nó dễ. Chơi những cái này mà anh em cứ thấy hư anh em giục đó là mình tốn nhiều tiền lắm ha. Tại vì cái dòng pin lipo này nó khó bảo quản và nó dễ hư. Dễ hư thì mình cần phải có biết cách khắc phục đó. Rồi, như là cái này. Ok rồi đúng không? Giờ nối cái đầu này vô nữa cái là xong thôi. Thiếu chì rồi, thiếu chì nhưng mà mình phải chắc thêm chì với nó. Cái hàng của mình nói chung là nó cũng đủ xài thôi nha anh em. Không có phải hàng xịn như người ta đưa vô cái cháy gì. Đưa vô là chút vô cái là xong rồi. Rồi, ok, vậy là xong rồi ha. Rồi bây giờ mình cùng nhau đo cái mức điện áp của pin này nha anh em.
Bây giờ mình sẽ đo hai cái đầu này trước. Này. Đầu dương này. Đầu âm này. Yeah, 7.8V là thành công rồi nha anh em. Đấy. Để đo cái đầu này coi. Yeah, 7.8V thành công rồi nha anh em ơi. Ok ha, đơn giản thôi, cũng không có gì khó cả. Rồi bây giờ là mình sẽ tiến hành lắp ráp cục pin này lại thôi. Thì nếu như anh em không cần dùng cái mặt này được, mình có thể bỏ đi hoặc là mình có thể dùng lại được ha. Rồi mình sẽ gài ở dưới một cái để cho nó bảo vệ cái mặt này. Cái xốp lúc nãy anh em gỡ ra thôi. Đó. Sử dụng lại, tái sử dụng cho nó tiết kiệm. Mũi hàng phải chắc hết chưa? Chắc hết rồi đúng không? Để hàng thêm này vô đây. Đấy, giờ là ok rồi nha. Đó, vậy thôi là ok thôi. Rồi, lấy quần keo dán một đường hết là xong thôi. Rồi, lấy quần keo đây. Rồi, ok. Keo này thì dán đơn giản thôi nha anh em. Không có gì khó cả. Thấy không? Đó. Video này mình làm á, mình sẽ không sửa luôn nha. Có nghĩa là để cho anh em coi từ đầu đến cuối cái cách mà mình làm. Xong rồi anh em nào mà có pin hư đồ á thì mình cứ giữ mình xài. Còn ví dụ như anh em nào mà muốn xài chuyển qua thành pin 1S, pin 3.7V á thì đơn giản thôi, mình chỉ cần bỏ đi một cell là được. Còn một đầu cứ đúng đầu âm, đầu dương là xài được thôi nha. Rất là đơn giản. Đơn giản mà anh em nào biết làm chút xíu á, biết nguyên lý của nó, biết làm á thì nó đơn giản. Đó. Ok, anh em thấy video này mình hay á thì cứ bình luận thêm nha. Anh em cần thắc mắc hay là cần tư vấn sửa chữa gì thì anh em cứ bình luận lên, mình làm video cho anh em coi. Nhớ cho mình follow nha anh em. Rồi, bây giờ mình bỏ vô lắp cho thôi. Đó, mình sẽ lắp hai đường luôn, xong rồi mình sẽ cuốn tròn cái là xong. Anh em có thể mua cái dạng giấy này về này, gọi là giấy co nhiệt nha. Mua ở trên mạng nó nhiều lắm. Mua về mình lắp vô. Anh em thấy không? Đơn giản nha. Rồi, ok, xong rồi. Xong cục pin ngon lành đẹp đẽ luôn. Đấy, thấy không? Bây giờ ok chưa? Rồi, bây giờ xài thôi. Ok, chúc anh em làm thành công nha. Anh em nào thắc mắc cái gì và không biết cái gì cứ báo bên mình. Mình tư vấn hỗ trợ cho anh em nha.